Chào các bạn, đây sẽ là cái video thứ hai của mình quay ghép vải. Các bạn ủng hộ kênh cho mình nhé. Ở đây mình đây quay cái cây vải cũng ghép từ đây khoảng độ 10 ngày trước. Cũng cùng cái video trước mình quay, nhưng mà khi ghép trong bóng thì nó sẽ lớn chậm hơn. Đấy. Cây này mình ghép cây tơ tán ngoài cây đây. Thì nó sẽ lên nhanh hơn. Đấy ạ. Lên cao và dài hơn đấy ạ. Thì hôm nay mình sẽ quay hướng dẫn lại tiếp tục cho các bạn chưa biết ghép, những người biết ghép rồi thì mình không hướng dẫn nhé. Mình sẽ hướng dẫn những người chưa ghép hoặc ghép nhưng tỷ lệ đạt sống không cao, không hay là không sống. Đấy. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem để các bạn làm cho nó sẽ đạt tỷ lệ cao hơn, sống cao hơn. Để cho các bạn, nhiều người hay nói với mình là tại sao ghép cẩn thận, làm cẩn thận nhưng lại không sống, lại ghép nhiều lần rồi nhưng mà không sống được. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghép để cho nó mọc đều và đẹp, để lại sống cao. Đây, cây này mình ghép cái đây chục ngày. Đấy. Mình sẽ khi lên như thế này rồi mình sẽ tước những cái mầm dại đi để cho nó đẩy chất dinh dưỡng lên cho mắt ghép của mình bên trên. Những mắt này mình không, cái này mình không ghép bởi vì có mắt này mới lại mắt này rồi. Nhưng mắt này nó dày quá nên mình bỏ. Nên sống rồi thì mình bấm nó đi. Đấy, sau đây mình sẽ đi hướng dẫn cho các bạn ghép mắt, cách ghép mắt vải thanh hà vào vải ngọt. Bạn xem và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Quay cho hơi khó nào, mình sẽ tìm một chỗ nào đó vừa dễ quay dễ làm để hướng dẫn cho các bạn một cái video hoàn thiện, hoàn chỉnh ghép vải thanh hà vào vải ngọt để chuyển đổi thành cây thanh hà. Thì giá vải mấy năm nay thì nó cũng sàn sàn như nhau thôi. Đấy, vải thanh hà hay vải ngọt giá cũng như vậy. Nếu mà vải đẹp thì mình, tại vì sao mình hay ghép sang vải thanh hà để tại vì sao? Tại vì vải thanh hà được bán sớm hơn, không tốn nhiều thuốc bằng vải ngọt. Và khi cái bệnh tràm ấy thì thanh hà nó chỉ bị tràm vàng thôi ạ. Tràm vàng thì khi chín thì nó sẽ mờ đi, còn vải thiều thì đã tràm xanh thì thôi, coi như là không thể chữa được. Cho nên là khi tại vì sao là những vườn tràm người ta hay ghép thanh hà để chuyển đổi sang cho dễ chăm sóc và dễ làm. Đây. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghép vải thanh hà vào vải ngọt. Đây là đồ nghề của mình. Đấy, cũng như hôm trước mình đã hướng dẫn rồi. Đồ nghề của mình thì gồm những cái dụng cụ này nên mình đi ghép thuê. Thì những dụng cụ này là không thể thiếu. Đấy, phải có cái này đeo đựng ở đây nhé, ghép nó mới nhanh thuận tiện, đồ đạc cũng vứt vào đây. Đấy, nếu các bạn cẩn thận hơn thì làm cái lỗ đút như xuống như thế này, nó không rơi xuống nhưng mà nó sẽ đến tầm này thôi, nhưng mà mình làm như thế này là được rồi nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn. Đây là cách ghép thanh hà. Thì khi mình chọn mắt thì mình sẽ chọn những mắt thẳng đẹp và bánh tẻ. Đây, những mắt nhú như thế này càng tốt nhé, thì nó bắt đầu nhú nhú lên ghép nó sẽ rất nhanh mọc.
Đấy, một số người không biết lại cứ tưởng là mắt nhú nhú thì toàn lấy mắt ngủ ghép. Nhưng mắt ngủ ghép thì nó sẽ vẫn lên, nhưng nó sẽ tỷ lệ lên sẽ không đạt bằng những mắt đã có thò thò cái đầu ra nhú ra đây, như này nhé. Đấy, mình sẽ ghép một mắt cho các bạn xem kỹ thuật ghép của mình để học hỏi lẫn nhau, anh em chia sẻ học hỏi. Ai chưa ghép không đạt tỷ lệ cao thì có thể tham khảo, chứ mình cũng không dạy ai hay là bắt ai phải học mình ghép cả. Đấy. Đấy. Thế mình sẽ ghép cho các bạn xem để cùng nhau tham khảo. Đây là video ghép vải của mình sẽ được tường thuật trực tiếp. Rồi mình sẽ làm chỗ ok, đặt điện thoại thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Cái trước xem. Ui.